Minh Toàn xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển Bãi Cháy. Và đây là bãi biển Bãi Cháy mới. Bãi biển Bãi Cháy ngày nay thì được đổ cát vàng, cát trắng. Nên mà bãi biển rất là trong xanh và sạch. Nước nó không bị đục. Hôm nay thì Minh Toàn xin chia sẻ với anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về bãi biển Bãi Cháy. Đây là người đầu tiên được xem các video về bãi biển Bãi Cháy nói riêng hay là về ở các bãi biển ở Việt Nam nói chung. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà kênh có những cái video mới thú vị, anh chị là người đầu tiên được thông báo để xem những video mới thú vị. Biển Bãi Cháy thấy nước trong xanh luôn, bởi vì cát ở đây là được đổ cát trắng chứ không phải là cát vàng. Nếu mà cát vàng thì nó hay làm nước biển đục, nhưng cát trắng thì hầu như là nó sẽ làm nước biển trong và ít khi mà đục. Hôm trước Minh Toàn có một cái video mới giới thiệu về biển Bãi Cháy, nhưng mà hôm đấy là sau khi cơn bão thì nhiều người bảo là bãi biển Bãi Cháy quá bẩn, nhưng mà thực ra đấy là sau khi cơn bão. Còn biển Bãi Cháy thì ngày càng có được cái đội môi trường và đội chăm sóc bãi biển trùng tu, thành ra là bãi biển Bãi Cháy rất là sạch sẽ. Nên biển Bãi Cháy là một nơi đến rất là lý tưởng cho anh chị và các bạn. Đây có cái đội thanh niên này, không biết là đang làm gì. Mấy người đắp lâu không mà dày cát em? Có một tiếng à? Mấy người đắp? Ba người đắp à? Chưa. Mát không? Làm dày cát mát không? Mở. 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 Mở
khổ nhất đấy. Ăn cháo đi. Lấy xe theo. Lên xe theo. Bé tắm chuẩn bị đóng cửa rồi. Không có cái giờ quy định tắm mấy giờ đến mấy giờ ấy. Bây giờ đã là 18:20. Quý khách nhanh chóng di chuyển và đóng cửa để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn. Chắc là 18:30 là đóng cửa phải tắm. Là không được tắm. Bây giờ cũng gần hết giờ đóng cửa phải tắm rồi, hết giờ tắm biển rồi. Chúng Toàn xin phép là dừng video này ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Hy vọng rằng anh chị và các bạn là người sẽ nhấn nút đăng ký miễn phí và nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem những video mới về bãi tắm nói riêng và cũng như là về các cái video thú vị về cuộc sống nói chung. Anh chị nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông để khi mà kênh có những video mới thú vị thì kênh sẽ thông báo đến anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn có những cái buổi đi du lịch biển thật thú vị cùng với người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.